theo con đường Thiên Lý Bắc Nam xuôi về cửa biển Thuận An, và cách Huế hơn 20 cây số theo đường chim bay, ta sẽ đến làng quê Mỹ Trạng thuộc thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỹ Trạng, một làng quê vốn nổi tiếng là miền quê có truyền thống văn hiến lâu đời, có bề dày lịch sử hàng mấy trăm năm, có cảnh sắc sơn thủy hữu tình, có lễ nghi phong tục tập quán tốt đẹp, không ngừng được bồi đắp, nuôi dưỡng, sống mãi với thời gian. Những ai từng xa quê không khỏi chạnh lòng khi nhớ về quê cha đất tổ. Mỹ Trạng, một vùng quê bình dị yên ả, tên gọi về một vùng đất thân thương yêu dấu trên dải đất Thừa Thiên Huế Việt Nam vô cùng yêu dấu. Làng quê Mỹ Trạng được bao bọc bởi hướng đông là bờ biển đông, biển xanh, cát vàng, và hướng tây của ngôi làng Mỹ Trạng là con phá Tam Giang, một con phá lớn nhất của vùng Đông Nam châu Á. Đây cũng là những ruộng lúa, khoai, sắn, hoa màu tiếp giáp với con phá Tam Giang, và xa xa là dãy Trường Sơn hùng vĩ càng làm nổi bật ngôi làng Mỹ Trạng với những lũy dương xanh thắm chứa đựng sâu thẳm về tình đời tình người qua hàng thế kỷ nay. Ngược dòng thời gian lịch sử quay về quá khứ, vào năm 1417 đến năm 1600, trên dải cát trắng duyên hải, trước mặt là phá Tam Giang, sau lưng là bờ biển mênh mông thuộc vùng Đông Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay. Lúc đó chỉ có một số làng mạc hình thành ở phía bắc tiếp giáp với Thuận An, có làng Thai Dương Hạ, làng Hòa Duân, làng An Dương, làng Cử Lại, làng Kế Sung. Vào năm 1558, chúa Nguyễn Hoàng rời đất Bắc cùng đoàn quân hùng hậu, thủ hạ vốn là người cùng quê Thanh Hóa, vào nhậm chức trấn thủ Thuận Hóa, tức là cố đô Huế ngày nay, tạm thời đóng quân ở Ái Tử thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tăng phái quân bảo vệ cửa biển, đó là cửa Tư Hiền của Nam Á, nay gọi là cửa Mù U. Quý ngài đã hội tụ nơi đây thành lập nên làng Mỹ Lợi, trước đây gọi là làng Mỹ Toàn, làng Mỹ Á, làng Hà Thanh, làng An Đôi, nay là làng An Bằng, làng Hà Úc thuộc xã Vinh An bây giờ. Vào năm 1569, sau 11 năm ra sức giúp vua Lê và chúa Trịnh đánh quân Mạc, chúa Nguyễn Hoàng đã lập mưu đem hết binh thuyền và đoàn quân của mình vượt biển trở về Thuận Hóa. Sau khi thắng lợi ổn định, các ngài đã được tách ra và đi đến các xứ khác nhau của dãy đất Thuận Hóa, khẩn xin đất hoang ở xứ Đảng Trong. Ba ngài Trương Văn, Nguyễn Văn, Nguyễn Văn đến khai cơ lập nghiệp tại xứ Hoa Dương, nay là làng Thanh Dương. Sau một thời gian làm ăn sinh sống gặp nhiều khó khăn, nên đến đời con cháu của ba ngài dần dần rời khỏi xứ Hoa Dương hướng về vùng đất ngày nay. Đến phía bắc, các xứ Miếu Một, Mụ Tú và chính thức khai cơ lập nghiệp tại mảnh đất này. Đất lành chim đậu, thiên linh đã chọn mảnh đất này làm kế sinh nhai, xây dựng cơ đồ an cư lạc nghiệp. Cũng chính tại mảnh đất quê hương này, các ngài Trương Văn, Nguyễn Văn, Nguyễn Văn đã cùng với các ngài Trần Văn, Nguyễn Văn, Văn Đình khai canh, khai khẩn, khai cư, xây đền lập ấp, triều dân trấn giữ biên cương phía đông nam của kinh thành Phú Xuân. Vì có nhiều công lao trong công cuộc mở mang bờ cõi cũng như thành tích canh điền lập ấp, nên các đời chúa và vua Nguyễn các triều đại đều sắc phong cho các ngài. Trong sắc phong đó được ban danh địa danh là Mỹ Trạng. Đến nay đa phần các sắc phong đó đã bị chiến tranh và thiên tai làm hư hỏng. Kể từ đây, ấp Mỹ Trạng lúc bấy giờ là tiền nhân của làng Mỹ Trạng ngày nay. Quá trình làm ăn sinh sống cần cù chịu khó, một nắng hai sương, sáng biển chiều vườn, vận thời đói no, gian truân thử thách,
Công đức ấy thật cao dày, công lao ấy không hề kể xiết. Mái đình che chở hồn dân tộc, nền sống bao đời của tổ tông thật cao quý, đầy ý nghĩa. Ngôi đình Mỹ Trạng là biểu tượng tâm hồn của một làng quê và tinh thần của người dân, nam nữ trong làng, gắn kết tình làng nghĩa xóm của người phương xa đối với người ở lại. Hiện nay trong phủ hệ của làng còn lưu giữ có 12 họ phái, có 6 họ tiền khai canh, hậu khai cư, gồm Trương Văn, Trần Văn, Nguyễn Y, Nguyễn Văn, Nguyễn Văn, Văn Đình. Trong đó có 2 họ có tên trong phổ hệ, nhưng con cháu các đời sau nối tiếp không có, là họ Trần Văn, Nguyễn Y. Và 6 họ phái hiệu hiền, đó là Hà Văn, Nguyễn Văn, Nguyễn Văn, Lê Văn, Phan Văn, Phan Hữu. Bằng những tấm lòng hiếu nghĩa của con dân trong làng Mỹ Trạng, trong và ngoài nước, đá trôi nhưng làng không trôi. Đến năm 2001, chúng tu sửa chữa lần hai, làng tổ chức cung nghinh các ngài trở lại đình làng để phụng thờ. Sau 13 năm kể từ năm 2001 đến năm 2014, do thiên tai thời tiết khắc nghiệt, tường rêu mái dột, đình làng tiếp tục trùng tu sửa chữa lần ba. Nhưng do điều kiện sửa chữa chấp vá, chất lượng công trình không đảm bảo, phần hậu tầm bị xuống cấp trầm trọng. Bước đầu, các bác tộc trưởng có ý định sửa chữa lại phần hậu tầm, song còn dân ở trong làng, trong nước cũng như ở hải ngoại đề xuất nên trùng tu làm mới lại ngôi đình làng. Toàn thể nhân dân trong làng Mỹ Trạng thống nhất thành lập 3 ban: ban vận động, ban kiến thiết, ban giám sát. Dự kiến thời gian xây dựng 3 năm, đặt đá khởi công vào ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Dần năm 2022, đến ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão hoàn thành, cúng nghinh các ngài vào phụng thờ, mọi sinh hoạt tâm linh trở lại bình thường như cũ như xưa. Chính đây là niềm diễm phúc cho nhân dân của làng Mỹ Trạng, đặc biệt là phát tâm nguyện cúng của một số con dân trong làng đang làm ăn sinh sống ở phương xa, trong nước cũng như ở hải ngoại. Công trình xây dựng với lối kiến trúc nhà giường cổ kính ba gian hai trái, tường thành bao bọc có khung gỗ chắn trò chịu lực, cùng một số hoa văn chạm khắc tinh xảo với bộ tứ linh long lân quy phụng. Vị trí đình làng về các hướng rộng thoáng sạch đẹp, trước mặt là dòng phá tam giang thơ mộng với cánh đồng mang đậm nét phì nhiêu thơm hương sắc lúa hoa màu. Sau lưng là biển đông sóng vỗ hiền hòa, cũng có lúc sóng gầm dữ dội vang, và dải cát trắng của miền thủy dương thơ mộng này. Bốn mùa nắng gió mưa xa, quang cảnh thiên nhiên mà trời đất đã ban tặng chứa chất bao nhiêu năng lượng và tài nguyên phong phú để cuộc sống của người dân làng Mỹ Trạng của miền duyên hải này được ấm no. Trong đó có làng Mỹ Trạng thật là tuyệt vời, nên duyên hướng về cội nguồn của ông cha thờ phụng tổ tiên các bậc tiền hiền hậu hiền và xây dựng cuộc sống hạnh phúc của mỗi gia đình, của mỗi một họ tộc. Ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Trong các nghi thức của buổi đại lễ này thì ngày hội của dân làng cũng là một ngày vui truyền thống dân gian của tất cả các nam thanh nữ tú của toàn thể dân làng ở trong nước cũng như ở hải ngoại hội tụ về ngôi đình làng với các trò chơi dân gian. Hôm nay đây, giữa khung cảnh của ngôi đình làng Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh thoáng đãng nguy nga, bề thế đồ sộ vững chãi với mỹ cảnh tươi tắn của nghi lễ trong mùa xuân mới Giáp Thìn này. Giữa cỏ hoa lộng lẫy, trầm hương ngào ngạt, trong lòng dạo dực một niềm vui phấn chấn, bà con cô bác của các họ tộc làng Mỹ Trạng đã chứng kiến những giây phút giao hòa
cùng hướng về nguồn cội trong ngày đại lễ khánh thành an vị công trình ngôi đình làng Mỹ Trạng hôm nay. Bốn phương con cháu về tụ hội nơi quê cha đất tổ. Đây cũng là một ngày hội lớn của cộng đồng họ tộc của làng quê Mỹ Trạng, cuộc hội ngộ gặp gỡ trao đổi tọa đàm của các họ tộc, của bà con anh em cô bác của làng quê Mỹ Trạng đã dấy lên một ngọn lửa yêu thương về tình quê hương, đất nước, họ tộc. Đồng bộ phụ nữ, lớp áo phụ nữ mới nhảy được. Có vẻ hay nữa. 1, 2, 3 đồng lạc. Đồng lạc ấy, lớp nhớ là phải đồng lạc ấy. Đó nhảy, đồng lạc ấy nhất. 2, 2, 2, 3 đồng lạc. 3 đồng lạc, cố lên. Bạn ơi. Rồi, theo đây. Hôm nay đây, trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn, bốn làng Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng. Tất cả mọi con dân đã hội tụ về đây, về đất tổ thiêng liêng để cùng chứng kiến ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng. Trong niềm hoan hỷ của ngày đại lễ này, bốn làng vinh hạnh được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, đại diện cho bốn làng, các thân tộc cùng tất cả bà con ở trong nước cũng như ở hải ngoại tề tựu về ngôi đình làng Mỹ Trạng. Uống nước nhớ nguồn, chim có tổ, người có tông, lời dặn dạy của cổ nhân đã trở thành đạo lý cao cả, nhắc nhở mỗi con dân của làng Mỹ Trạng phải luôn nhớ về nguồn cội để tri ân công đức tiên tổ và đồng tâm đồng lực tô bồi nghĩa đức sáng mãi đến nghìn thu. Trong thời khắc trang trọng này, xin được tóm tắt sự hình thành, lịch sử và phát triển của bổn làng Mỹ Trạng, ngõ hầu cung cấp những tư liệu cần thiết cho con dân hậu thế hôm nay về các thế hệ tiền nhân, đặng hiểu thêm truyền thống tốt đẹp của ông cha. Thắng tài thắng lộc, mạnh khỏe an lành, luôn luôn nhớ về cội nguồn. Để có lễ thân tác thắp hương, thay mặt ban tổ chức kính đề nghị bác chủ bái, hai bác thân tổ, ban nhạc và toàn thể nhân dân trong làng tán phục chân thể để buổi lễ sẽ hương hẳn. Trong ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh hôm nay, trong tiết trời của ngày mùa xuân mới, cờ hoa lộng lẫy, trong lòng tràn ngập một niềm vui phấn chấn.
hướng về truyền thống tốt đẹp của ông cha. Đình làng Mỹ Trạng thờ cúng thành hoàng, nhớ ơn tiên tổ dân làng Tạc ghi. Thu đông hạ chí xuân thì, cầu an cầu phước, ước gì dân an. Lễ hưng tác của ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng là mở ra một cánh cửa rộng để tri ân công đức tiền nhân, vị thành hoàng và các vị tiên tổ hôm nay với tất cả các nghi lễ trang trọng trong ngày đại lễ này. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm, tiếng trống tiếng chiêng gọi con dân của làng Mỹ Trạng về tụ hội để hoan hỷ tổ chức ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng, để tỏ lòng tôn kính trước ông bà tổ tiên, tôn kính các dòng tộc, tôn kính quê hương đất nước. Chim có tổ, nước có nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Trong ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng, trước anh linh ông bà tổ tiên, trước linh khí trời xanh biển cả bao la, bổn tộc của các họ cũng như bổn làng có dịp cùng nhau ngược lại thời gian lịch sử lẫn tìm cội nguồn sự sinh tồn và phát triển của dòng tộc mình, để tự hào, để thấy trách nhiệm của mình trước cuộc sống hiện tại và hướng đến một tương lai tốt đẹp rạng rỡ cho con dân của làng Mỹ Trạng ở trong nước cũng như ở nước ngoài luôn luôn được no ấm, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đình làng Mỹ Trạng văn hiến tổ tiên rồng, vạn cổ sơn hà tạo hóa công, thành hoàng sinh tồn hưng thịnh phát. Mỹ Trạng tâm đạo đức lưu phương, phát huy truyền thống dân vi bản, khoa học văn minh quốc thịnh cường, hậu duệ kính dân thần bổn xứ, uống nước nhớ nguồn cội tổ tông. Hôm nay đây trên mảnh đất Mỹ Trạng, trong tiết xuân, cờ hoa rực rỡ ấm cúng của lòng người hướng về cội nguồn của tổ tông. Trong ngày lễ cung nghinh thần để các vị tiền hiền hậu hiền trở về với ngôi đình làng để thờ phụng trang nghiêm ấm cúng. Búi sơn thủy một lòng một ý, cuộc mưu sinh thử thách muôn vàn, đường lập nghiệp gian nan xiết kể, nào rừng rậm đầm lầy, biển sâu núi hiểm, há quản sông pha, nào kinh nghề bệnh tật bão giông, quá gian nan bao độ nổi chìm, trải thử thách bắp gân trí tuệ. Hôm nay đây bốn làng đã nghinh rước thần về lại chốn thờ phụng được trang nghiêm ấm cúng. Đây là việc làm hợp lý, hợp tình, hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của làng quê Mỹ Trạng có truyền thống có từ lâu đời. Thế hệ nào cũng có người tài, người giỏi đứng ra đảm đang việc nhà, đánh vác việc nước. Dù làm quan hay làm dân, dù ở trong nước hay ở hải ngoại, bất luận trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, con dân của làng Mỹ Trạng luôn hướng về cội nguồn tâm linh với lòng tôn kính. Quê hương Mỹ Trạng chính là nơi ta sinh ra và cho ta sự sống ban đầu. Bởi vậy, dù ở phương trời nào cũng luôn nhớ về nguồn cội quê hương, thật xứng đáng với những lời cao quý của các ngài tiền nhân và tổ tiên đã để lại. Tổ công lưu đức thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh, cây đa giếng nước ngôi đình, ngàn năm truyền thống thắm tình quê hương. Làng Mỹ Trạng, thôn văn hóa Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần nhỏ bé làm rạng danh cho tổ quốc, cho quê hương, xây dựng cuộc sống trường tồn, xây dựng một làng quê ngày càng khởi sắc như hôm nay. Trước bàn thờ của quý ngài, con dân của làng Mỹ Trạng ở trong nước cũng như ở nước ngoài nguyện xin một lòng luôn nhớ về cội nguồn, nhằm góp
phần xây dựng và bảo vệ quê hương Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên ngày càng giàu đẹp. Như vậy mới đúng với câu châm ngôn kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể dân làng trong và ngoài nước, xuân mới xuân đến xuân về, giáp thìn năm mới càng tề sắc xuân, nông thôn phố thị xa gần, muôn hoa đua nở bồi phần lầm vang, xuân về tết đến an khang, chúc mừng năm mới ngày càng tiến lên, để chuẩn bị cẩm lê có bác. Thay mặt ban tổ chức đề nghị toàn thể dân làng ôm đầm trang phục chất tề để trang nghiêm tâm lễ cúng. Lễ cúng có bác sẽ thực hành bắt đầu. Chúc mã sơ gia tập bơ đề sơ khi nhân trong ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Trạng, thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là nghi thức cúng tế cô hồn, tức là cô bác. Trong niềm hoan hỷ của ngày đại lễ khánh thành hôm nay, con dân của làng Mỹ Trạng luôn hướng về nguồn cội ông cha, những người đã khai canh lập địa và các thế hệ ông cha qua các thời kỳ lịch sử khác nhau đã hy sinh phấn đấu cho một quê hương Mỹ Trạng giàu phú của ngày hôm nay. Do vậy, với những nghi lễ cầu nguyện cho hương linh cửu huyền thất tổ, hôm nay về lại ngôi đình làng thiết lễ cúng thí cô hồn để chiêu thỉnh những linh hồn cô độc đó về với đàn chàng nghe câu kinh tiếng kệ, hưởng chén nước lạnh nén nhang thơm và lòng người trí thành dũng cúng. Và hôm nay mong ước các linh hồn đơn chiếc ấy tìm được nẻo về mà siêu sinh vào thế giới an lành, ban phát và giúp đỡ cho những linh hồn cô độc không nơi nương tựa, chẳng ai hương khói. Giống như ở trần gian, chúng ta đã ủy lao cho những người neo đơn, kẻ mồ côi không có gia đình nương tựa. Vì thế cho nên lễ cô hồn cúng lễ hôm nay là mang đậm một ý nghĩa từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha của đạo Phật, cũng như của các vị tiền bối ông cha của đạo hữu, cũng không xa rời truyền thống thương người như thể thương thân với đạo lý của dân tộc Việt Nam có từ hàng ngàn đời nay. Từ thuở hồng hoang rừng xanh cỏ rậm, nếu không có sức lao động tích lũy từ đời này sang đời kia, qua hàng mấy trăm năm ấy, biết bao mồ hôi nước mắt khai sơn phá thạch, mở rộng đất đai, xây dựng cuộc sống, thì làm sao có được đồng ruộng phì nhiêu, nhà cao cửa rộng, có một nền văn hóa tươi đẹp của làng Mỹ Trạng hôm nay. Nếu không có hàng trăm trận chiến đối mặt với quân thù xâm lược, biết bao người phơi thây nơi chiến địa, xương trắng máu đào để bảo vệ thành quả lao động, gìn giữ giống nòi quê hương xứ sở, thì làm sao có một Mỹ Trạng của xã Phú Diên giàu mạnh như ngày hôm nay. Trong khói hương chậm lan tỏa giữa cuộc sống bình yên, mạch sống đang sinh sôi, đang thay ra đổi thịt từng ngày, hạnh phúc thật tràn đầy. Trong giờ khắc hướng về cội nguồn với mảnh đất và con người lịch sử hào hùng và bi tráng của làng quê Mỹ Trạng, ghi đậm tuổi thanh xuân của các thế hệ đã
vì mảnh đất thân yêu này mà hiến dâng trọn đời để xây đắp cho một quê hương Mỹ Tràng chủ phú của muôn đời và độ trì cho con dân của làng Mỹ Tràng ở trong nước cũng như ở hải ngoại được no đủ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Cho mà để tâm ta khổ mà
Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể bà con dân làng Mỹ Tràng, trước mắt quý vị cùng toàn thể dân làng Mỹ Tràng đang chiêm ngưỡng một tòa vật hoa thiên bảo của đất trời, đó là ngôi đình làng Mỹ Tràng đã được tôn tạo khang trang ấm cúng. Từ đây chốn hưng phần tông môn đã được uy nghi rạng rỡ. Trong hậu điện đình làng quang ánh tôn nghiêm, ngoài tiền đường nguy nga bề thế, và từ đây nơi quê hương Mỹ Tràng này có thêm một văn hóa vật thể, một công trình lưu danh hậu thế, có lối kiến trúc hoành tráng mang đậm bản sắc đặc thù của chốn cố đô văn vật. Nhìn đống tổ vũ huy hoàng ngôi đình làng Mỹ Tràng này, lòng con dân ở trong nước cũng như ở hải ngoại vừa tự hào vừa xúc động, nhớ về cội tưởng về nguồn, nghĩ đến công ơn cao dày của chư tiền nhân liệt tổ đã bao đời vun đắp gây dựng nên cơ nghiệp cho con dân ở trong nước cũng như ở hải ngoại được hưởng nhờ. Hôm nay trong ngày khánh hỷ, trên tinh thần con người có tổ như cây có cội như sông có nguồn vậy, trong thời khắc trang trọng này, tất cả con dân của làng Mỹ Tràng đang lắng lại trong nỗi niềm xúc động và cùng hướng về cội nguồn ông cha trong ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Tràng trang nghiêm ấm cúng. Trong lòng người dạo dực một niềm vui phấn chấn trong buổi lễ tiên thường cũng như ngày đại lễ, đó là lễ lạc thành và lễ chánh tế đã được tổ chức long trọng trong ngày đại lễ khánh thành ngôi đình làng Mỹ Tràng này. Cây có gốc mới tốt cảnh xanh quả, nước có nguồn mới bể cả sông sâu, con người nguồn gốc ở đâu? Tổ tiên có trước rồi sau có mình. Đạo lý uống nước nhớ nguồn tổ tiên lập ngay ta tụ, kể từ đời Thái Tổ về sau, các bản xứ các tộc họ nhân định càng phát triển nên xuất
chi quy họ theo mỗi nơi để sinh sống, thỉnh quan hàm để thờ phụng. Chính vì lẽ đó, việc xây dựng lại ngôi đình làng Mỹ Trạng được chắc chắn to đẹp hoành tráng hơn, là phù hợp với nguyện vọng thiết tha của các họ tộc, của dân làng Mỹ Trạng, của lớp con cháu hậu duệ, hướng về tổ tông ông bà, hướng về vị thành hoàng, về mảnh đất thân yêu tình huyết thống. Đồng thời phù hợp với chủ trương của chính quyền địa phương là xây dựng làng văn hóa Mỹ Trạng, phải có các công trình văn hóa lịch sử trở về cội nguồn của dân tộc, để xây dựng mảnh đất Mỹ Trạng lịch sử và văn hóa ngày càng phát triển. Thank you.
Thank you.
để cùng chào đón một ngày lễ lớn là khánh thành đại lễ của đình làng. Và niềm vui hôm nay thì cũng rất vinh dự cho toàn ban nhạc chúng tôi, một số anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc cơ hoạt động công tác nghệ thuật của thành phố Huế, rất vinh dự được có mặt tại Huế của chúng ta để cùng đại diện với một chương trình âm sắc hương vị Huế, chương trình đại diện nghệ thuật ca Huế. Và lời đầu tiên xin kính gửi đến các vị lãnh đạo của thôn của xã, kính gửi đến bà trưởng làng, gửi đến tất cả các cụ ông cụ bà, tất cả các anh các chị đến từ các núi đường xa lời chúc mừng mạnh khỏe, hạnh phúc, lời chào trân trọng. Và chúc mừng thầy quý vị chúng ta đón chào một mùa xuân mới, đặc biệt là một năm mới thật niềm vui, thật hạnh phúc, một năm mới thành công thắng lợi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.